Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Chim Cảnh Tiếng Việt xin giới thiệu với các bạn mẫu lồng cu gáy quả đào, làm toàn bộ bằng tre gai thủ công. Thì hiện tại mẫu này bên mình đang bán với giá là 350.000 một chiếc. Như các bạn đang nhìn thấy đây, này là bằng tre luôn, nan thì cũng tre luôn, tre gai của mình. Cửa này thì là một cái tay tre chắc chắn, dưới có mẹt. Thì các bạn có nhu cầu mua những chiếc lồng cu gáy quả đào này thì có thể liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Tiếng Việt theo số điện thoại 0944 11 44 40, hoặc các bạn phải xem trên Zalo, Facebook của Chim Cảnh Tiếng Việt. Các bạn có thể gõ số điện thoại của mình vào để tìm kết bạn Zalo hoặc Facebook. Ngoài ra thì bên mình đang có bán một số loại cái giỏ thóc. Như cái giỏ thóc này thì bên mình bán là 30.000 một chiếc. Giỏ rất là cứng, cứng lắm. Có còn những cái loại khác, ví dụ cái giỏ này thì hàng thường thôi. Hàng này là khoảng 5.000 một chiếc. Để các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Tiếng Việt theo số điện thoại 0944 11 44 10. Ngoài ra thì bên mình cũng có bán thêm cành lũa treo lồng. Các bạn đang nhìn thấy ở đây, đây là một cành gỗ rất là chắc chắn, chắc, nặng tay. Trên này bên mình có gắn cái lá tùng nhựa đấy, rất là bền chắc. Các bạn có thể nó bắn sẵn cái móc ở bên này rồi đấy, các bạn có thể bắn vào tường để treo lồng rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Đây nữa đúng không ạ, các bạn nhìn thấy. Ta có thể bắn lên tường rất là đẹp. Xin nhắc lại một lần nữa là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Tiếng Việt theo số điện thoại 0944 11 44 10, hoặc có thể xem trên trang web www.chimcanhtiengviet.com. Và bên mình có ship hàng toàn quốc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào tất cả các bạn.